Chào mừng các em đến với tiết học đạo đức hôm nay. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo. Hoạt động 1. Tìm hiểu thông tin. Chúng ta cùng nhau quan sát tranh. Đây là hình ảnh các bạn cùng nhau làm lễ ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Các bạn có thể quyên góp tập, sách vở, những vật dụng cá nhân của mình có thể không sử dụng nữa. Chúng ta cùng nhau đọc phần thông tin dưới đây. Hàng năm, một số tỉnh nước ta bị thiên tai lũ lụt gây nên nhiều thiệt hại. Hàng trăm người bị chết, mất tích, hàng nghìn người bị mất nhà cửa, nhiều ngôi trường bị hư hỏng. Đây là hình ảnh người dân bị thiên tai sập nhà. Đây là hình ảnh bão đã gây đến sập nhà, đổ cây. Đây là một trận lũ lụt tại Thái Lan năm 2011. Chúng ta cùng sang thông tin số 2. Thảm họa động đất sóng thần xảy ra tại châu Á ngày 26 tháng 12 năm 2004 đã làm hàng trăm nghìn người của nhiều quốc gia bị chết và mất tích. Rất nhiều nhà cửa và các công trình khác bị phá hủy. Đây là những bức ảnh về sóng thần và động đất của Thái Lan. Đây là cảnh động đất, cảnh sau một trận động đất. Hầu như tất cả nhà cửa và vật chất và đến cả con người đều bị chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Chúng ta cùng sang thông tin số 3. Trong cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ gây ra ở Việt Nam, chất độc màu da cam đã làm cho hàng trăm nghìn người bị tật nguyền. Đây là hình ảnh những bạn nhỏ, những đứa trẻ bị chất độc màu da cam đã bị tổn hại về thể chất và tinh thần rất nhiều. Dựa vào đó, em có suy nghĩ gì về những khó khăn, thiệt hại mà các nạn nhân đã phải hứng chịu do thiên tai và chiến tranh gây ra? Đúng rồi, các nạn nhân phải hứng chịu do thiên tai chiến tranh gây ra, phải chịu rất nhiều khó khăn và thiệt thòi trong cuộc sống. Chúng ta cần phải ra tay giúp đỡ cho họ. Vậy em có thể làm gì để giúp đỡ họ? Từ những việc làm nhỏ của mình, các con có thể dùng tiền tiết kiệm để quyên góp, ủng hộ hoặc thu gom quần áo cũ, sách vở cũ hoặc mua mới tặng các bạn ở những vùng khó khăn. Còn rất nhiều việc để chúng ta thể hiện tấm lòng giúp đỡ mọi người. Đây là hình ảnh thanh niên tình nguyện tham gia việc xóa mù chữ tại vùng cao. Nhờ các anh chị trẻ đã giúp đỡ đến những vùng đất xa xôi để giúp đỡ những em nhỏ ở vùng cao không có điều kiện đến trường. Đây là một trong những tấm lòng thiện nguyện rất tốt đẹp. Đây là các em học sinh thăm hỏi người tàn tật. Hay là ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt. Như chúng ta cũng đã làm ở trường mình, hàng năm cũng có tinh thần ủng hộ các bạn học sinh ở vùng lũ lụt bằng cách quyên góp tiền hoặc là đồ dùng học tập. Đây là chương trình gây quỹ vì người nghèo.
Ngoài ra, người ta còn có thể thiện những việc cứu giúp những người trong lũ lụt bằng cách là có những anh chị bộ đội giúp đỡ cứu người dân trong lũ lụt, hoặc những người giúp đỡ bằng cách là cứu trợ những món đồ ăn như giúp người dân thoát khỏi những cơn khốn khó. Vậy theo con hiểu, thế nào là hoạt động nhân đạo? Hoạt động nhân đạo là hoạt động giúp đỡ, ủng hộ, tương trợ, cứu trợ những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Hoạt động nhân đạo thường được gọi chung là làm từ thiện. Qua những nội dung chúng ta vừa tìm hiểu, chúng ta có nội dung gần ghi nhớ như sau: giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là việc làm nhân đạo mà mỗi người cần thực hiện. Người xưa có câu thương người như thể thương thân, hay lá lành đùm lá rách, tục ngữ. Tiếp theo đây chúng ta sang hoạt động 2, xử lý tình huống. Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện lòng nhân đạo? Vì sao? A. Sơn đã không mua truyện để dành tiền giúp đỡ các bạn học sinh các tỉnh đang bị thiên tai. B. Trong buổi quyên góp giúp các bạn nhỏ miền Trung bị lũ lụt, Lương phải xin túng nhường cho một số sách vở để đóng góp lấy thành tích. C. Đọc báo thấy có những gia đình sinh con bị tật nguyền do ảnh hưởng chất độc màu da cam. Cương đã bàn với bố mẹ dùng tiền được mừng tuổi của mình để giúp những nạn nhân đó. Vậy, chúng ta cùng nhau trả lời lại tình huống A. Theo con, Sơn hành động như vậy như thế nào? À, việc làm của bạn Sơn đã thể hiện sự cảm thông, chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một việc làm rất đáng khen. Còn trong hoạt động, trong câu B, bạn Lương, hành động của bạn Lương như vậy như thế nào? À, việc làm của bạn Lương là không thể hiện được lòng nhân đạo, vì quyên góp ủng hộ là sự tự nguyện chứ không phải là chạy theo thành tích. Vậy, theo con, việc làm của bạn Cường như thế nào? À, việc làm của bạn Cường là thể hiện một tấm lòng nhân đạo, vì Cường đã biết chia sẻ, giúp đỡ cho các bạn mang góp khoản tiền phù hợp với khả năng của mình. Đây là việc làm của bạn Cương được rất nhiều người khen hết các con. Chúng ta sang bài tiếp theo. Trong những ý kiến dưới đây, ý kiến nào em cho là đúng? A. Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là việc làm cao cả. B. Chỉ cần tham gia những hoạt động nhân đạo do nhà trường tổ chức. C. Điều quan trọng nhất khi tham gia vào các hoạt động nhân đạo là để mọi người khỏi chê bai mình ích kỷ. D. Cần giúp đỡ nhân đạo không chỉ người ở địa phương mình mà còn cả với những người địa phương khác, nước khác. Theo con, ý kiến A, B, C, D, ý kiến nào đúng? À, ý kiến đúng chính là ý kiến A, tham gia vào các hoạt động nhân đạo là việc làm cao cả. Còn ý kiến nào nữa không? À, ý kiến D, cần giúp đỡ nhân đạo không chỉ ở những người ở địa phương mình mà còn cả những người ở địa phương khác, nước khác. Tấm lòng nhân đạo xuất phát từ chính bản thân con người. Chúng ta giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, những người cần được sự giúp đỡ của người khác, không cần phải
dựa trên những lời nói từ bên ngoài hoặc chạy theo những việc làm để thể hiện mình là người không ích kỷ nhé các con. Chúng ta sang tiếp theo. Những việc làm nào sau đây là nhân đạo? Chúng ta cùng nhau đọc tập thật kỹ những nội dung dưới đây. Uống nước ngọt để lấy thưởng. Góp tiền vào quỹ ủng hộ người nghèo. Hiến máu tại các bệnh viện. Góp tiền để thưởng cho đội tuyển bóng đá của trường. Biểu diễn nghệ thuật để quyên góp giúp đỡ trẻ em khuyết tật. Trong năm ý dưới đây, ý nào là ý thể hiện việc làm nhân đạo? Câu trả lời của chúng ta là góp tiền vào quỹ ủng hộ người nghèo, hiến máu tại các bệnh viện và biểu diễn nghệ thuật để quyên góp giúp đỡ những trẻ em khuyết tật. Đó chính là ba ý thể hiện tấm lòng nhân đạo trong bài tập này. Chúng ta cùng sang hoạt động 3, liên hệ. Em làm gì về cách ứng xử trong các tình huống sau? A. Nếu trong lớp em có bạn bị khuyết tật, chúng ta sẽ phân công thay phiên nhau giúp đỡ bạn đến trường và chủ động giúp đỡ bạn hơn trong học tập. Ngoài ra chúng ta còn rất nhiều cách để giúp đỡ các bạn bị khuyết tật nhé các con. Câu B. Nếu gần nơi em ở có cụ già sống cô đơn, không nơi nương tựa, thì con sẽ làm gì trong tình huống sau? Chúng ta sẽ giúp cụ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Ngoài ra, chúng ta có thể đến nhà cụ, nói chuyện, tâm sự với cụ hàng ngày, cũng giúp cụ bớt cô đơn nữa. Tiếp theo, theo em hiểu thế nào là hoạt động nhân đạo? Các bạn chú ý từ ngữ hoạt động nhân đạo. Vậy hoạt động nhân đạo là giúp đỡ, ủng hộ, tương trợ, cứu trợ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Vậy em đã tham gia những hoạt động nhân đạo nào? Cô nghĩ các con cũng đã tham gia nhiều hoạt động nhân đạo rồi, như điển hình như chúng ta giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn khi dịch bệnh Covid. Hiện bây giờ, cộng đồng đất nước Việt Nam chúng ta và các nước trên thế giới đang phải chống lại dịch bệnh Covid. Bởi vậy, không những ai mà chúng ta luôn luôn đồng hành và giúp đỡ để không bỏ lại những ai ở phía sau trong cuộc đấu tranh này. Cô giúp các em một số hình ảnh thể hiện tấm lòng nhân đạo trong mùa dịch bệnh này. Đây là hình ảnh phát khẩu trang miễn phí hoặc gửi tin nhắn ủng hộ, hoặc những cô chú bán ve chai đã mang hết tiết kiệm của mình để ủng hộ vào quỹ chống lại dịch bệnh Covid, hay là hai em nhỏ mang con lợn đến để tiết kiệm, con lợn tiết kiệm để ủng hộ những người chống lại dịch bệnh Covid này. Đây là những việc làm nhỏ nhưng thể hiện những tấm lòng vô cùng lớn, những tấm lòng nhân đạo đáng rất trân trọng và phải khen nhỏ, tuyên dương họ. Ngoài ra, chúng ta có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ để nói về việc làm nhân đạo này, như là
thương người như thể thương thân. Lá lành đùm lá rách, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một sàn. Những điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Đó là những câu ca dao tục ngữ mà ông bà chúng ta từ xưa đã để lại nhằm mục đích để giáo dục tấm lòng nhân đạo của con người chúng ta. Cô giới thiệu các em đây là một phiếu bài tập có thể các em cùng nhau nhờ sự giúp đỡ của ba, mẹ hoặc những người thân để chúng ta hoàn thành bài tập này. Các con có thể làm bài tập này. Cô giới thiệu đây là những hoàn cảnh khó khăn bên cạnh những công việc em có thể giúp đỡ họ. Câu 1, cạnh nhà em đã có một bà cụ đã già, không có nơi nương tựa, chỉ sống một mình. Thì những công việc của mình có thể giúp họ bằng cách là đến thăm và chơi với cụ, giúp đỡ cụ dọn dẹp nhà cửa. Cô giới thiệu các con một hoàn cảnh vậy, con có thể tìm thêm giúp cô một hoặc hai hoàn cảnh nữa. Qua phần tìm hiểu về các hoạt động nhân đạo này, cô mong rằng các con có thể hiểu được nội dung bài này và cùng nhau chung tay xây dựng một xã hội giàu lòng nhân đạo và biết giúp đỡ những người xung quanh. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con luôn học tập